các bác nhé, mình Ngọc Nguyễn đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem món hàng mình mới mua trên Shopee. Mới mua hàng trên Shopee. Để mình để các bạn xem là mình đã đặt mua cái món hàng gì nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe ha. Dán kỹ dữ vậy. Các bạn về chắc biết cái món này là món hàng gì rồi ha. Cái món chống rung đó các bạn, chống rung cho mình quay á, tại vì mình có tiền thì mình mua gimbal ha, còn gimbal mắc quá, giờ mình mua cái này mình xài thử tạm cây nhà lá vườn, giá nó cũng mềm đó các bạn, lát mình sẽ nói cái giá cho các bạn biết để mình mở ra mình xem thử ha. Thấy giá nó mềm lắm các bạn, nên là mình mua mình xài thử coi nó có được không. Nhưng mà nó xài ngon, cái các bạn nên mua này là mình quay nó chống rung như điện thoại cũng đỡ tốn tiền. Mua cái gimbal giờ cũng phải 1.8 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, giá nào cũng có 500-700 cũng có, mà cái này rẻ hơn nữa. Ngược ánh sáng quay chống rung, chả biết là hiệu gì nữa, quay mà nó ghi vậy nè. Hai lấy điện thoại 20g mượn thử đi hai. U làm gì? Cái hiệu không biết bạn thấy không? Mình ngồi như chắc nó ngược sáng hay sao? Cảm giác nó hơi ngược ánh sáng. Nói chung là nhìn nó cũng được lắm các bạn. Quay trước hoặc là quay sau, quay đảo qua đảo lại. Chỉ có 170.000 các bạn, chống rung. Cầm này nè các bạn. Quay. Thế này Ngọc thấy cái này nó cũng hay á, thích hợp với anh em nào, ví dụ mình ít tiền á các bạn, thì mình nên mua cái loại này.
mình vẫn xài được, vẫn đảm bảo. À, những vị trí bắt ốc này nè là mình có thể bắt thêm những cái phụ kiện vô, những cái phần thu âm của micro hoặc là đèn chiếu sáng gì đó, nó tích hợp chung gắn đó thì mình thấy rất là tiện lợi các bạn. Giá 170.000 thôi các bạn, 170.000 thôi. Quay chống rung hiệu Uzani. Thế mình sẽ làm thử, đi quay thử ngoài coi nó như thế nào ha. Rồi Ngọc Chí có tí xíu gì nè, cũng không có gì để làm clip. Mới trải qua 7 tháng trời sức khỏe không được ổn định các bạn, không được tốt lắm. Giờ chỉ làm những cái clip đơn giản vậy nè. Để giới thiệu các bạn một cái món hàng này ha, thấy cũng được, giá cả hợp lý bình dân với những anh em nào mình mới bắt đầu làm YouTube á, đi quay thì nó đỡ cái chi phí ban đầu bỏ ra hơn nha các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Chúc các tất cả mọi người cả nhà một được nhiều sức khỏe ha, luôn bình an và hạnh phúc và hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Xin chào các bạn nha.